Lưu ý trước khi xem chuyện, đây là video dựa vào chuyện chữ cho nên phần âm thanh sẽ không trùng khớp với phần hình ảnh, mọi người chỉ nên tập trung vào phần nội dung hấp dẫn của chuyện thôi nhé. Chúc mọi người xem chuyện vui vẻ. Ánh sáng chói lòa giống như vầng mặt trời nóng bỏng bùng phát trên không trung khiến vô số người không kìm được phải nheo mắt lại, nhưng dù vậy họ vẫn cố gắng nhìn lên trời. Tất cả đều muốn biết rốt cuộc hai truyền kỳ của đạo tông ai sẽ là người thắng cuộc. Ứng ừ Huyền Tử nhìn chăm chăm lên bầu trời, với thực lực của ngài đương nhiên nhìn rõ cảnh tượng bên trong vùng năng lượng cuồng bạo kia ngài nhìn thấy rất rõ ràng cuộc quang trụ năng lượng cùng bạo không thể hình dung nổi đang bắn thẳng lên người châu thông năng lượng khủng bố đó dù là cường giả chạm tới lân hồi cũng không thể chống đỡ nổ rắc năng lượng cùng bạo giống như thủy chiều xung kích lên bộ xương đen của châu thông không gian xung quanh hắn bị đánh vỡ tan tành ngay sau đó trên bộ xương xuất hiện những vết sạn nứt rắc rắc những vết sạn đó tuy rất bé nhưng đã gây nên phản ứng dây chuyền ma thể kiên cố đến lâm động cũng không thể làm gì được nhanh chóng bị phủ đầy bởi những vết nứt ma khí đặc quánh tỏa ra từ bộ xương đen nhưng đã bị năng lượng khủng bố kia làm cho bốc hơi hoàn toàn ma khí không ngừng biến mất trên gương mặt châu thông dần nở nụ cười rồi năng lượng cùng bạo giáng xuống cơ thể hắn tan thành cho bụi quang trụ bắn qua cuối cùng rơi xuống phía xa mặt đất uỳnh uỳnh dung chuyển tạo nên một khe nước khổng lồ sâu hun hút cả vùng sơn mạch bị san bằng vô số ánh mắt nhìn lên bầu trời vừa hay nhìn thấy cảnh thân thể châu thông tan thành cho bụi tim run lên cuối cùng đã phân thắng bại rồi sao hắc vụ nhàn nhạt tỏa qua nơi châu thông vừa nổ tung trong đó không có bất cứ dấu hiệu nào của sự sống dường như châu thông đã bị tiêu diệt hoàn toàn đệ tử đạo tông thấy vậy đều than thầm cảm xúc phức tạp Đi trận này Lâm Động thắng nhưng họ không thể thấy mừng được, thù hận và phẫn nộ đối với Nguyên Môn càng thêm sâu sắc. Nếu không phải vì chúng thì Lâm Động đâu có ra tay với Châu Thông khiến đồng môn tương tàn. Ở phía xa, Thiên Nguyên Tử nhìn bầu trời với sắc mặt u ám, hắc quang lóe lên trong mắt. Lâm Động cũng nhìn đám hắc vụ, bàn tay nắm chặt lại, trong lòng có phần căng thẳng. Theo như Nam nói, chỉ cần hủy được ma thể thì có lẽ nguyên thần của Châu Thông sẽ thoát ra được, nhưng bây giờ, lẽ nào hắn hạ thủ quá nặng khiến nguyên thần Châu Thông cũng bị hủy? Đừng vội, đợi thêm lát nữa, hắn có không gian tổ phù bảo vệ, chắc không yếu vậy đâu giọng nói của nham vang lên nhưng lâm động nhận ra hắn có chút không chắc chắn rõ ràng ngay nham cũng không thể chắc châu thông sống được tuy sốt ruột nhưng lâm động cũng biết chẳng giúp gì được cho sự việc đành dân bình tâm lại nhìn chăm chăm về đám hắc vụ kia bên trong đó vẫn không hề có động tĩnh gì nhưng khi lâm động không nhẫn nại được nữa thì hắn bỗng ngưng thần từ trong hắc vụ bắn ra một đạo ngân quang trong đạo ngân quang đó có thể mơ hồ nhìn thấy chút kim quang yếu ớt ngân quang bao bọc quanh kim quang và chui ra khỏi hắc vụ hừ muốn chạy hả nhưng khi ngân quang vừa xuất hiện thì ánh mắt thiên nguyên tử lạnh tanh một tay kết ấn quát lên ma hoàng tỏa uỳnh hắc vụ đột nhiên bạo phát ma khí kinh người rồi biến thành vô số tia hắc quang đan xe nhau dường như biến thành một đạo ma tỏa tà ác đến cực điểm ma tỏa uốn lượng định phong tỏa đạo ngân quang kia lại lâm động mau ra tay đi nếu không gian tổ phù bị ma hoàng tỏa khóa chặt thì nguyên thân của châu thông sẽ không giữ được đâu giọng nói đầy lo lắng của nham vang lên hắn vừa dứt lời thì lâm động đã ra tay tuy hắn không biết biến cố này rốt cuộc là sao nhưng hắn có thể cảm thấy nó không vô cùng bất lợi cho châu thông phục phục gần như vào khoảnh khắc lâm động ra tay thì hắc lôi quang đột nhiên thẩm thấu qua cánh tay hắn chớp mắt cánh tay hắn đã biến thành dạng dịch thể hắn đưa tay xuyên qua ma tỏa nắm lấy ngân quang trong tay thiên nguyên tử thấy lâm động động thủ sắc mặt tối sầm lại thủ ấn biến hóa chỉ thấy ma hoàng tỏa đổi mục tiêu điên cuồng xâm thực cánh tay lâm động cút ánh mắt lâm động lạnh tanh sức mạnh của hai đạo tổ phủ bùng phát trên cánh tay đánh tan ma hoàng tỏa đi năm đó nguyên môn gắn được ma hoàng tỏa lên người châu thông là vì hắn đã bị bắt nhưng giờ lâm động đang trong thời kỳ chiến lực bạo tăng hơn nữa hắn không chỉ có hai tổ phù mà còn có thần vật cường đại chuyên khắc chế dị ma là tổ thạch thiên nguyên tử muốn đối phó với lâm động đúng là mơ giữa ba ngày lâm động thu cánh tay về rồi vung tay lên chỉ thấy một đạo bạch quang bắn ra bao phủ lấy ma hoàng tỏa phụt phụt dưới sự chiếu rọi của bạch quang ma hoàng tỏa phát ra những tiếng phụt phụt rồi nhanh chóng bị tịnh hóa chỉ trong mấy phút đã hoàn toàn biến thành hư vô thấy ma hoàng tỏa bị hủy lâm động mới thở phào rồi nhìn về phía thiên nguyên tử sắc mặt lúc này tối sầm với ánh mắt đầy sát ý ánh sáng trên tay lâm động dần tối lại rồi trở lại bình thường lúc này hắn mở bàn tay ra chỉ thấy một nhúm ngân quang đang lấp lánh tỏa ra thứ năng lượng cổ xưa chính là không gian tổ phủ ngân quang khẽ nhu động rồi bỗng bùng lên sâu trong nó là một đạo kim quang yếu ớt chính là nguyên thần còn lại của châu thông nguyên thần châu thông tuy có không gian tổ phù bảo hộ nhưng rõ ràng vẫn bị trọng thương kim quang rất ảm đạm thậm chí không phát ra năng lượng nguyên thần của hắn đã bị tổn thương quá nặng ngươi cho hắn vào tổ thạch nghỉ ngơi đi tu vi đến mức này chỉ cần nguyên thần còn thì hồi phục không phải là khó nham nói ừm lâm động gật đầu rồi bạch quang từ trong cơ thể bắn ra bọc lấy kim quang nhưng khi nham chuẩn bị đưa đi thì kim quang đột nhiên chấn động thoát khỏi không gian tổ phù rồi chui thẳng vào bạch quang cái này lâm động khựng người lâm động sư đệ mấy năm nay tuy ta được không gian tổ phù bảo vệ nhưng đã bị ma khí xâm thực tổ phù là thần vật rất bài xích ma khí ta hiện tại không có tư cách để có nó ta thấy ngươi rất có thiên phú có hai đạo tổ phù nếu không gian tổ phù cũng ở trong tay ngươi có lẽ sẽ phát huy được tác dụng lớn hơn khi lâm động đang ngạc nhiên thì một giọng nói yếu ớt vọng ra từ bạch quang châu thông sư huynh lâm động nghe vậy vội vàng lên tiếng nhưng đạo kim quang đó đã tối hẳn lại rồi được nham thu vào trong tổ thạch còn hắn thì nhíu mày nhìn không gian tổ phù lâm động hắn nói đúng giờ hắn có dấu hiệu bị ma khí xâm thực tuy tổ phù vẫn bảo vệ hắn nhưng dù sao tổ phù cũng có quy tắc của nó miễn cưỡng nắm giữ cũng không ích lợi gì cho cả hai bên nham nói lâm động hơi lưỡng lự tuy tổ phù không tầm thường nhưng dù sao hắn cũng đã có hai cái sức dụ hoặc với hắn cũng bớt đi kha khá cộng với đây là vật của châu thông lấy như vậy dường như không được thỏa đáng nhưng lúc này nếu từ chối dường như lại thành ra làm cao vì thế hắn đành gật đầu ta tạm thời giữ không gian tổ phù, nhưng đến khi Châu Thông sư huynh được ngươi tịnh hóa xong ta sẽ trả vật lại cho chủ cũ. Tùy ngươi, ngoài ra phải cẩn thận những kẻ nguyên môn kia, không biết tại sao ta cứ có cảm giác không bình thường." Nham gật đầu nói, ánh mắt lâm động ngưng động rồi gật đầu, lật tay thu không gian tổ phù vào trong cơ thể, thân hình khẽ động, xuất hiện trước mặt mấy người ứng huyền tử. "Yên tâm, Châu Thông sư huynh vẫn cứu được." Nghe vậy, mấy người ứng huyền tử đều hiện vẻ mừng rỡ. "Tiếp theo làm gì?" Tiểu Diêu tiến lại, ánh mắt lạnh băng nhìn ba kẻ đứng đầu nguyên môn sát ý gần như hóa thành thực chất. Lâm Động không đáp, cũng nhìn vào bên trong nguyên môn bị ma khí bao phủ, ánh mắt trào dâng hàn quang. Ha hà ha, dường như nhận ra ánh mắt của hắn, Thiên Nguyên Tử cười nhạt. Đúng là cuộc long tranh hổ đấu đặc sắc, Giang Sơn đời nào cũng có nhân tài. Lâm Động, xem ra ngươi vượt qua Châu Thông rồi. Lão cẩu, tiếp theo đến lượt ngươi. Lâm Động nhìn Thiên Nguyên Tử, mặt không chút biểu cảm. Thiên Nguyên Tử cười, sự quỷ dị trong mắt càng thêm rõ rệt, rồi hắn nhìn số lượng cường giả của Liên Minh Trung Nguyên, gật gù nói: "Tuy để các ngươi cứu mất Châu Thông nhưng cũng không sao, tác dụng của hắn đã đạt được rồi tiếp theo các ngươi hãy thưởng thức một bữa tiệc ma đạo đi thiên nguyên tử dứt lời cả ba bọn chúng mắt bắn ra hắc quang chúng cùng kết ấn ba đạo ma quang bắn ra từ cơ thể phía trên chạm trời phía dưới chạm đất vút ma quang nhanh chóng lan tỏa bầu trời tối đen từng trận hàn phong thổi ảo ạt tiếp đó là vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên từ trong nguyên môn chỉ thấy thân thể đệ tử nguyên môn nổ tung máu thịt hội tụ ma khí đậm đặc trào lên trong khâu trung uỳnh uỳnh trong khi đó mặt đất cũng bắt đầu nứt vỡ ma khí đặc quanh lan tràn trong ma khí dường như có thứ gì đó khủng bố đang chui ra cả trời đất lúc này đã chìm đắm vào biển ma khí tà ác cả trời đất nhanh chóng tối sầm lại ma khí ngập trời cảm giác âm hàn tà ác lan tỏa khiến sắc mặt không ít cường giả đều thay đổi lâm động ánh mắt ngưng trọng nhìn biến cố này hắn nhìn vào trong nguyên môn trong đó lúc này không ngừng có tiếng mổ vang lên đệ tử nguyên môn hết người này đến người khác nổ thành huyết vụ ma khí cũng điên cuồng chảy ra thủ đoạn của ba kẻ đứng đầu nguyên môn không ngờ lại độc ác đến vậy để giải quyết bọn lâm động cũng không tiếc tống táng hơn nửa số đệ tử nguyên môn cẩn thận phía dưới ứng hoan hoan đến bên cạnh lâm động đôi mắt lam của nàng nhìn chăm chăm mặt đất đang cuồn cuộn nàng cảm nhận được một luồng ma khí mạnh mẽ trong mắt lâm động cũng dần có hắc quang hóa thành hắc động rồi hắn nhìn xuyên qua tầng tầng ma vật sắc mặt kịch biến vì hắn nhìn thấy vô số đạo ma ảnh đang phá vỡ mặt đất chui lên đó là cái gì tiểu điêu kêu lên kinh ngạc ma khí bốc lên từ phía dưới vô số thân ảnh hiện lên tất cả nhìn thì thấy những thân ảnh đó đều không lành lặn thân thể của chúng đều rất cao lớn có thể nhận ra hình người nhưng thứ khí tức tà ác đến cực điểm kia lại khiến mọi người hiểu đó là thứ gì là dị ma Trúc Lê đại trưởng lão trầm giọng nói: Bên dưới nguyên môn lại ẩn tàng nhiều dị ma như vậy sao? Không đúng, đây đều là hài cốt dị ma. Có lẽ là dị ma đã chết, nhưng lúc này hình như đã bị nguyên môn dùng thủ đoạn nào đó khống chế. Lâm động lắc đầu, trong mắt đám dị ma này không có linh trí mà đầy sự bạo ngược, nhìn giống như cái xác biết giết người bị kẻ khác thao túng. Phần lớn dị ma bị giết trong trận đại chiến năm xưa đều đã được tịnh hóa, đến xương cốt cũng không còn. Không ngờ bên dưới nguyên môn lại ẩn tàng nhiều như vậy. Xem ra những năm qua nguyên môn đã thu thập thi thể dị ma không ít. Gương mặt ứng hoan hoa đầy hàn khí cẩn thận một chút tuy ma thi không có sức mạnh của năm xưa nhưng cũng không thể coi thường lâm động gật đầu nhìn cảnh tượng lúc này cũng giống như trận đại chiến năm xưa ở quy mô nhỏ có lẽ cường giả thời vĩnh cổ phải đối mặt với đội quân dị ma với số lượng và thực lực hơn nhiều so với trước mắt gào đám dị ma đó gầm thét hốc mắt thâm sâu nhìn vô số cường giả trên bầu trời rồi ồ ạt lao tới chư vị hãy cùng động thủ giết chết đám dị ma này diệt trừ nguyên môn mà tông chủ kiếm tông hô lên kiếm khí bùng phát chém đứt đôi hàng trăm ma thi khí thế kinh người Hành động này của Mạc Giám đã vực dậy được sĩ khí của vô số cường giả trong liên minh Chu Nguyên, nguyên lực cuồn cuộn dâng trào. Công thế ập tới như vũ bão, đám ma thi như chim gãy cánh rơi lộp bộp xuống đất, nhưng ngay sau đó lại có nhiều ma thi hơn bò dậy từ dưới đất. Số lượng cường giả trong liên minh dù sao cũng rất lớn, đợt xung kích đầu tiên của ma thi không có tác dụng gì, nhưng tình hình này dần chuyển biến sau khi ma khí tràn ra nhiều hơn. Gào, một vài đám ma khi khổng lồ bùng phát, chỉ thấy bên trong nó xông ra mấy chục cái ma ảnh, thể tích chúng tuy không lớn nhưng ma khí vô cùng đậm đặc, vượt xa cả đám ma thi kia rõ ràng đám ma thi này khi còn sống cũng là thực lực dị ma tướng tính ra cũng sánh ngang cường giả chuyển luân cảnh tuy rằng hiện giờ thực lực của chúng có yếu đi nhưng khí thế vẫn rất đáng sợ lao thẳng vào đội quân liên minh trung nguyên với công thế như vũ bão trong trước mắt đã có không ít cường giả bị giết chết có những ma thi cường hãn kia tiên phong ma thi phía sau cũng tràn lên hai bên lao vào nhau ma khí và nguyên lực cuộn trào thanh thế vô cùng dọa người trưởng giáo mọi người cũng đi giúp một tay chặn đám ma thi kia lại lâm động nhìn lên bầu trời hỗn loạn những ma thi sánh ngang dị ma tướng kia đang tạo ra vô số khe hở của phòng tuyến nếu không khống chế thêm thì rất dễ bị đại quân ma thi đánh tan ừm ứng huyền tử gật đầu rồi vung tay dẫn theo lượng lớn cường giả đạo tông chặn đứng đám ma thi khó nhằn kia lại trúc lê đại trưởng lão liễu thanh đại ca hoan hoan mọi người chú ý một chút vạn nhất có ma thi cực kỳ lợi hại xuất hiện thì hãy ra tay đối phó lâm động nhìn mặt đất đầy ma khí hắn có thể cảm nhận được phía dưới còn có ma thi lợi hại hơn chưa xuất hiện rõ ràng nguyên môn đã chuẩn bị rất cẩn thận cho ngày hôm nay nếu không cẩn thận chỉ sợ vô số cường giả đông huyền vực sẽ phải chôn thay ở đây ừm mấy người trúc lê đại trưởng lão cũng biết tình hình rất căng thẳng vẻ mặt ngương trọng gật đầu ba lão cẩu nguyên môn đã biến mất chúng mới là rắc rối lớn nhất hung quang lóe lên trong mắt tiểu điêu lâm động nhìn quanh quả nhiên chúng đã biến mất khi nào không hay hắn trao mày lại đúng là rất rắc rối uỳnh khi lâm động đang tìm vị trí của chúng thì mặt đất phía dưới đột nhiên bùng phát một luồng ma khí ngập trời trong đó dường như có vài đạo ma ảnh chậm rãi bước ra đáng chết ma khí cường đại như vậy lẽ nào khi còn sống ma thi này là dị ma vương thiên long yêu soái chấn động nhìn những ma ảnh bước ra từ ma khí ma khí dần tiêu tan rồi sáu đạo ma ảnh xuất hiện khác với những ma thi kia thân thể chúng vẫn rất hoàn chỉnh trong hốc mắt là ma khí thấp thoáng có thể cảm nhận được một luồng áp lực khá mạnh hiển nhiên trước khi chết những ma ảnh này rất có khả năng đều là dị ma vương sáu ma ảnh xuất hiện là nhìn ngay về phía bọn lâm động xem ra chúng cũng nhận ra những người này mới là lợi hại nhất động thủ đi trúc lê đại trưởng lão trầm giọng nói đám dị ma vương này dù thực lực đã giảm mảnh nhưng vẫn không phải đối thủ mà cường giả luân hồi cảnh bình thường có thể chống lại được chỉ họ ra tay mới chặn được chúng xoẹt thế nhưng không đợi họ ra tay trước sáu ma ảnh kia đã gào lên ma khí cuồn cuộn bắn thẳng về phía họ hai người cẩn thận một chút lâm động nhìn ứng hoan hoan và lăng thanh trúc khẽ nói ba tên đứng đầu nguyên môn do ba người tìm và giải quyết đi chỉ khi giải quyết được chúng thì trận chiến này mới kết thúc lăng thanh trúc gật đầu giọng nói vẫn lạnh lùng như vậy chỉ là vừa dứt lời nàng ngập ngừng một chút rồi nói thêm chú ý một chút nếu có vấn đề ta đến giúp ngươi nói xong cũng không đợi lâm động đáp lang thanh trúc lập tức quay người đi kiếm quang cùng tiếng hô vang trời bùng phát chặn một ma ảnh lại lâm động mỉm cười rồi cảm thấy bàn tay lành lạnh chỉ thấy một bàn tay nhỏ nhắn khẽ nắm tay mình quay lại thì thấy đôi mắt lam lạnh của ứng hoan hoan ứng hoan hoan cũng không nói gì nhiều chỉ khẽ xiết tay hắn rồi buông ra bay đi ngay hàng quang trào dâng đến ma khí cũng bị phá vỡ tan tành lúc này chỉ còn tiểu điêu và tiểu viêm ở bên cạnh lâm động họ nhìn nhau cùng nhận ra hung quang trong mắt đối phương tiếp theo ba huynh đệ chúng ta hãy gặp ba lão cầu kia nào lâm động mỉm cười ba năm trước ba lão cầu đó đã nhân lúc đưa ra ta thương thế chưa hồi phục mà ức hiếp chúng ta lần này hãy để đưa ra đòi nợ gương mặt tiểu điêu đầy sát ý chuyện ba năm trước hắn vẫn coi như một điều sỉ nhục ba huynh đệ hồi đó hắn là mạnh nhất với tính cách của mình đương nhiên hắn cho rằng mình phải bảo vệ lâm động và tiểu viêm nhưng ai ngờ cuối cùng lâm động thực lực không bằng hắn lại là người đã liều mạng bảo vệ hắn tiểu viêm vừa nụ cười vẫn như ba năm trước chỉ là nay nó đã có thêm chút dữ dằn sát khi tỏa ra từ ba huynh đệ khiến ma khí xung quanh cũng không thể đến gần uỳnh uỳnh mặt đất phía dưới dung chuyển dữ dội ba người lâm động nhìn thấy trong ma khí đặc quánh phía dưới có một ma ảnh hàng nghìn trường chậm rãi bỏ ra ma khí lan tràn ma ảnh khổng lồ cũng dần hiện thân đó dường như là một đạo ma quái khổng lồ toàn thân đen sì có bốn cánh tay to lớn không có mắt mũi trên mặt là cái mùng đầy nhanh sắc lạnh ma khí phun ra phì phò đó là cái gì ba người lâm động nhìn thấy thế ánh mắt đều ngưng động lâm động cẩn thận đó là đại thiên tà ma là thứ dị ma cường hãn nhất năm đó tọa kỵ của dị ma vương chính là một con đại thiên tà ma này nó có thể sánh ngang với dị ma vương thực lực đạt đến hai tầng luân hồi kiếp nham nặng nề nói hai tầng luân hồi kiếp đồng tử lâm động co lại trong lòng cảm thấy kinh ngạc đây rõ ràng chỉ là xương cốt của đại thiên tà ma nhưng nó đã bị nguyên môn khống chế thực lực của nó e là cường giả luân hồi cảnh bình thường cũng không sánh kịp lâm động hít sâu một hơi ánh mắt đầy ngương trọng không ngờ bọn chúng lại ẩn tàng thủ đoạn cường đại như vậy khạc khạc chỉ thấy ma khi nhu động trên ma đại thiên tà ma rồi ma cái mặt hiện ra nhìn ba người lâm động một tiếng cười lớn chói tai vang lên lâm động bản tọa đã nói rồi dù là ba năm sau thì ba ngươi cũng vẫn chỉ là mấy con kiến trong mắt ta mà thôi giờ các ngươi còn dũng khí để động thủ không ánh mắt lâm động lạnh băng nhìn đại thiên tà ma rồi khóe miệng cong lên đúng là rất mạnh nhưng như thế này đánh bại các ngươi mới có ý nghĩa không phải sao nói rồi hắn quay sang nhìn tiểu điêu tiểu viêm ánh mắt hai người kia cũng dần trở nên điên cuồng chuẩn bị liều mạng chưa hai người tiểu điêu nhớn môi cười gật mạnh đầu họ đã đợi ngày này ba năm rồi nếu vậy lâm động chầm chậm siết chặt tay lại chiến thôi, vậy thì chiến thôi." Lời nói Lâm Động vừa dứt, ba luồng khí tức mạnh mẽ giống như thanh kiếm sắc tốt khỏi bao, tựa mãnh hổ xuống núi, bắn thẳng lên trời, đánh tan cả ma khí lan tràn ở xung quanh. Ba người đứng trên không trung, ánh mắt lạnh như băng khóa chặt Đại Thiên Tam Ma. "Ha ha, đúng là không biết lựa sức mình, ba người bản tọa phân ra đối chiến cũng đủ giết ba huynh đệ ngươi trong hơn 10 hiệp. Huống hồ ba bọn ta giờ đã dung nhập vào Đại Thiên Tam Ma, ba ngươi còn muốn đánh bại ta sao?" Đúng là nực cười. "Ha ha ha. Cảm nhận được chiến ý hùng hồn của ba người, ba cái mặt quỷ dị trên đại thiên tà ma cười lớn ba tiếng cười chói tai mang đầy sự châm chọc ba bọn chúng đều đã là luân hồi cảnh tuy chưa hồi phục chiến lược thời kỳ đỉnh phong nhưng cường giả luân hồi cảnh bình thường tuyệt đối không phải đối thủ huống hồ ba người lâm động lại chỉ là chuyển luân cảnh thực lực như vậy trong mắt chúng chẳng là gì giải quyết xong ba huynh đệ các ngươi tất cả những người ở đây đều không kẻ nào thoát được hết ha ha lâm động à la ngươi muốn huyết tẩy nguyên môn ta nhưng lại không biết ba bọn ta đã đợi lúc này lâu lắm rồi các ngươi dẫn đám cường giả phản kháng nguyên môn tới bản tọa vừa hay giải quyết được hết đến lúc đó xem đông huyền vực còn kẻ nào dám chống lại nguyên môn lâm động lạnh lùng nhìn cái mặt quỷ dị của đại thiên tà ma hai tay chầm chậm siết chặt từ kim quang chói lòa lan tỏa từng đạo long ngâm vang lên chấn động trời đất tào lúc này tiểu viêm cũng gầm lên hồ phệ quân bên dưới bỗng ngồi khoanh chân hắc quang ồ ạt trào ra từ cơ thể họ một cuồng sáng khổng lồ màu đen bao phủ quanh người họ tỏa ra sắc khí đáng sợ hắc quang cuối cùng được tiểu viêm hấp thụ hết vào cơ thể thân thể to lớn của hắn tiếp tục phình to bề mặt cơ thể mọc ra những sợi lông hổ cứng hai màu trắng đen thực lực tiểu viêm chỉ là truyền luân cảnh nhưng hắn hấp thụ sức mạnh của hàng nghìn người trong hồ phệ quân cộng với huyết mạch hắc ám hổ tộc sức mạnh bạo phát e là những cường giả chạm tới luân hồi như trúc lê đại trưởng lão cũng phải tránh né khi thực lực tiểu viêm bạo phát tiểu điêu cũng bay lên một tiếng gầm lớn vang lên năng lượng từ hắc quang lan tỏa hình thành một đôi cánh rơi hàng vạn trượng sau lưng hắn đôi cánh giang rộng trên đó phủ đầy những đường hoa văn tử kim sắc tỏa ra một cảm giác cổ xưa cao quý tiểu viêm vốn là cường giả luân hồi cộng thêm với huyết mạch tinh thuần của thiên yêu điêu tộc chiến lực của hắn cũng không phải tầm thường chiến nào tiểu điêu gầm lên một tiếng khí tức của cả ba người đều cường hãn đến cực điểm ha ha ba kẻ nguyên môn cười lớn rồi đại thiên tà ma lao tới đại địa dung chuyển ma khí cuộn trào hình thành một vô số cơn gió lốc gào mắt tiểu viêm đỏ ngầu bàn tay nắm lại cây thần chùy khổng lồ hiện ra bên trên là chín đường đỉnh văn tỏa ra ánh sáng tròi lòa rồi lao tới trước tiên thần chùy trong tay biến thành trùy ảnh nhìn trượng đánh tan không gian nhằm thẳng tới đại thiên tà ma vút từ hắc quang bắn ra ta từ tay tiểu điêu tạo thành một dòng chảy mang năng lượng hùng hồn tử kim quang cũng bạo phát từ trong cơ thể lâm động ba nghìn con tử kim long hiện ra hóa thành một đạo tử kim long trưởng nghìn trượng tung ra đầy hung hãn ba người vừa ra tay là dùng đến sức mạnh thực sự vào khoảnh khắc năng lượng bạo phát cả trời đất dường như bị lật nhào tà ma chi thuẫn như đối diện với sự liên thủ của ba người ba kẻ của nguyên môn chỉ cười khẩy ma khí cuộn lên biến thành một đạo hắc thuẫn nghìn trượng trước mặt đại thiên tà ma trên tấm lá chắn đó phủ đầy những gương mặt quỷ hung ác rầm 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 ba đạo công kích cường hãn gần như đồng thời ập tới hung hăng oanh kích lên cự thuẫn âm thanh kinh thiên động địa vang lên mặt đất phía dưới không ngừng sụt lở sóng năng lượng dư thừa khuếch tán ra xung quanh trên cự thuẫn xuất hiện vết sạn rồi nổ tung nhưng công thế của ba người lâm động cũng bị chặn lại hoàn toàn ba năm các ngươi chỉ trưởng thành được một chút vậy thôi sao ba cái mặt trên đại thiên tà ma cười quỷ dị bước ra thân thể khổng lồ thi triển tốc độ kinh người chớp mắt đã xuất hiện phía sau tiểu viêm cánh tay đầy ma văn siết chặt lại một quyền mang sức mạnh hủy diệt không chút lưu tình đấm thẳng xuống tiểu viêm cào kinh phong đáng sợ từ phía sau đánh tới tiểu viêm gầm lên hung sắc khí bùng phát Hắc Bạch Quang cuộn trào, biến thành ảnh một con hắc bạch quang cự hổ. Cự hổ gầm lên, bàn vuốt nắm chặt thần trùy, không hề nhượng bộ đỡ lấy công thế của Đại Thiên Tà Ma. Bùm, hai bên đâm sầm vào nhau, không gian vỡ vụn, thân thể Tiểu Viêm cũng bay ngược ra sau, bàn tay cầm thần trùy có máu chảy ra. Với thực lực của hắn muốn đối đầu trực diện với Đại Thiên Tà Ma có thực lực của ba kẻ kia rõ ràng là miễn cưỡng. Nếu không phải hắn có tinh huyết của Hắc Ám Thánh Hổ thì chỉ một kích này cũng không đỡ nổi rồi. Ba kẻ kia của Nguyên Môn dường như nhận ra Tiểu Viêm là yếu nhất trong ba người nên sau khi đánh lui Tiểu Viêm không hề chuyển mục tiêu thân hình to lớn khẽ động chuẩn bị hạ sát thủ tử nguyệt chạm nhưng đương nhiên hai người lâm động và tiểu điêu sẽ không cho chúng đạt được mục đích tiểu điêu ra tay trước một tay nắm lại chỉ thấy một vầng trăng khuyết khổng lồ hình thành phía trên đầu hắn ngón tay hắn chỉ xuống vầng trăng đó xuyên qua hư không lao thẳng tới đại thiên tà ma cút đại thiên tà ma quát lên rồi hắn quay người tung một quyền ma khí cuộn trào đánh tan vầng trăng màu tím phụt đại thiên tà ma hung ác há mồm một chùm ma khí đặc quánh nhằm thẳng tiểu điêu mà bắn tới có điều ngay khi chùm ma khí với sát thương lực kinh người đó bắn tới một cái hắc động bỗng hiện ra nuốt gọn trùng hắc quang đó bùm nhưng hắc quang cũng không phải tầm thường khi bị nuốt vào trong nó lập tức phình to ra cuối cùng nổ một tiếng lớn rồi một trùng ma khí nhỏ hơn nhiều bay xuyên qua nhưng bị tiểu điêu chặn lại lâm động thấy ngay hắc động hình thành từ thôn phệ lực cũng bị công kích của đại thiên tà ma xuyên thủng ánh mắt ngưng động thực lực của ba tên cự đầu nguyên môn quả nhiên khủng khiếp cùng ra tay từ kim quang chói lòa lan tỏa từng trận long ngâm vọng ra từ trong cơ thể lâm động đôi mắt đen của hắn cũng trào dâng chiến ý hôm nay hắn muốn xem xem ba huynh đệ hắn liên thủ liệu có thắng được nguyên môn không uỳnh uỳnh hắn vừa dứt lời thì tiểu viêm và tiểu điêu đều gầm lên nguyên lực trong cơ thể vận chuyển đến mức cao nhất ba đạo quang ảnh tràn đầy hung sắc khí lao vũ tới công thế cùng bạo đánh tới như vũ bão về phía đại thiên tà ma đại thiên tà ma cũng gầm lên những tiếng chói tai ma khí cuộn trào như biển lớn chặn hết công thế của ba người trận chiến kinh thiên mặt đất sụt lở không gian biến dạng mỗi lần nguyên lực và ma khí đối đầu là một số ma thi và cường giả bi ảnh hưởng đều phải cuống cuồng lùi về sau rầm rầm đại thiên tà ma đối mặt với công thế cùng bạo của ba người lâm động không hề để lộ ra vẻ mệt mỏi ma khí vẫn cuồn cuộn vô tận ha 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 đại thiên tà ma hết quyền này đến quyền khác đánh bay tiểu viêm âm thanh ngày một chói tay cũng phát ra gương mặt quỷ dị kia đầy vẻ chế giễu lâm động các ngươi chỉ có chút bản lĩnh vậy thôi sao trong thế giới này ma khí không bao giờ hết ma thi dù bị đánh bại cũng có thể đứng dậy trở lại còn cường giả liên minh trung nguyên các ngươi thì ngày một ít đi ha ha hôm nay các ngươi không một ai có thể thoát được lâm động nghe vậy ánh mắt ngưng động hơi nhìn lướt qua quả nhiên ma thi bị đáng bại ở phía dưới sau khi bị ma khí xâm thực thì cứ sông lên không sợ hết còn cường giả liên minh thì bắt đầu có nhiều tổn thất hơn nếu không phải có trúc lê đại trưởng lão ứng hoan hoan duy trì thì có lẽ thương thế còn nghiêm trọng hơn nhiều lâm động phải nhanh chóng giải quyết hắn nếu không ma thi sẽ càng ngày càng mạnh lâm động sắc mặt tối sầm chầm chậm gật đầu nhìn về tiểu điêu và tiểu viêm hai bên đều nhận ra hung quang trong mắt nhau ào thân thể tiểu viêm nhanh chóng phình to hắc bạch quang lan tỏa phát ra luồng năng lượng cuồng bạo tiếng hổ gầm kinh thiên vọng ra bên trong hắc bạch quang là một con cự hổ thể tích không hề thua kém đại thiên tà ma tiểu viêm lúc này đã biến về bản thể của hắc ám thánh hổ đây là hình thái chiến đấu mạnh nhất của yêu thú rồi từ trong người tiểu điêu cũng phát ra tử hắc quang đôi cánh nghìn trượng của hắn bắt đầu mở rộng vào giao nhau phái trước che chắn cho thân thể hắn đôi cánh dần mở ra chỉ thấy tiểu điêu trong đó bỗng xuất hiện tiểu điêu chỉ là trên người là một bộ chiến giáp màu tử hắc trên gương mặt tuấn mỹ của hắn là những hao văn màu tử hắc mái tóc cũng được nhuộm thành màu tử hắc buông xuống dưới sự chiếu rọi của ánh trăng nhìn giống như âm dạ chủ vậy tào tiếng long ngâm vang lên tử kim quang bùng nổ một con tử kim cự long uốn mình trên khâu trung long uy thuần chính từ nó lan tỏa khắp trời đất đại thiên tà ma đứng trên không xung quanh tràn ngập ma khí bên trên hắn là tử kim cự long hắc ám hổ thánh và thiên điêu cuộn mình trận chiến đã sắp tới cao trào nguyên lực cuồn cuộn ma khí trào dâng tử kim cự long hắc ám thánh hổ thiên yêu điêu chiếm cứ ba hướng hung sắc khí tỏa ra từ thân thể to lớn trong ánh mắt là thứ chiến ý hừng hực có thể làm tan chảy kẻ khác ba người bọn thiên nguyên tử nhìn ba người biến thành hung thú ánh mắt hơi thay đôi với nhãn lực của chúng đương nhiên nhận ra thứ khí tức tăng lên từ ba người thường thì yêu thú sau khi biến thành bản thể chiến đấu lực sẽ cao hơn cường giả con người cùng đẳng cấp huống hồ long hồ điêu mà ba người biến ra lại không phải yêu thú bình thường hôm nay bản tọa sẽ xem xem các ngươi làm được cái gì nhưng bọn thiên nguyên tử chỉ giật mình một chút trước khí thế của mấy người lâm động rồi cười khẩy thực lực của chúng hơn ba người lâm động một bậc cộng với đại thiên tà ma bọn lâm động muốn lật ngược ván cờ dễ sao vào lâm động ba người cũng không có ý định nói nhiều Hắc ám thánh hổ mà Tiểu Viêm biến thành gầm lên, sóng âm như biến thành thực chất truyền đi, xoẹt, tiếng hổ vừa dứt, Tiểu Viêm đã lao tới, thân hình như xuyên qua không gian, cái bóng khổng lồ bao trùm về phía Đại Thiên Tà Ma, miệng há to bắn ra một chùm năng lượng trắng đen nhắm thẳng về phía Đại Thiên Tà Ma. Trùng sáng vừa tiến vào phạm vi trăm trượng quanh Đại Thiên Tà Ma thì ma khí cuộn lên biến thành tấm màn chặn lại. Gào, nhưng khi ánh sáng vừa tới thì Tiểu Viêm đã cùng với sắc khí lão tới, cái miệng hổ đầy nhanh sắc bén kia như có thể xé tan không gian nhằm Đại Thiên Tà Ma mà xông tới. Hừ, ma khí bên ngoài Đại Thiên Tà Ma bùng nổ, trên ma quyền cuộn lên vô số cơn bão ma khí một quyền tung thẳng về phía tiểu viêm vút nhưng không đợi ma quyền đấm lên tiểu viêm phía trước bỗng có tử hắc quang ập tới như vũ bão chỉ thấy một vầng trăng màu khổng lồ màu tử hắc đâm sầm tới dầm hàng quang lóe lên trong mắt bọn thiên nguyên tử ma khí trên ma quyền trở nên dồi dào hóa quyền thành đao năm ngón tay như mũi thương sắc bén xuyên thẳng qua vầng trăng tử hắc khí thế không giảm đâm thẳng tới tiểu viêm vào tiếng long ngâm đột nhiên vang lên long trào khổng lồ bao phủ bởi lớp vảy màu tử kim rạch ngang không gian chặn trường đao ma khí lại âm thanh kim loại va chạm vang lên tia lửa cùng bạo bắn ra tử kim long chảo không ngừng bị đẩy thoái lui tử kim quang đang chống cự sự xâm thực của ma khí soạt long chảo và ma trưởng rằng co tiểu viêm nhân lúc đó nhảy lên cái miệng hổ không chút lưu tình cắm phập vào tay đại thiên tà ma chỉ thấy máu tươi màu đen không ngừng chảy ra từ cánh tay ma rõ ràng tiểu viêm cắn rất mạnh ngươi muốn chết cơn đau nhói từ cánh tay ma cũng khiến bọn thiên nguyên tử gầm lên giận dữ cánh tay kia tóm lấy người tiểu viêm ném đi dầm thân thể tiểu viêm tạo ra trên mặt đất vô số vết sâu hoắm những tòa kiến trúc dọc đường bị đánh tan thành cho bụi khi dừng lại được ánh mắt tiểu viêm càng thêm hung hăng sắc khí bùng nổ tiếp tục lao tới soạt đôi cánh rơi sau lưng tử điêu đập mạnh từ hắc quang ngưng tụ biến thành một thanh trường thương thân hình cũng nhanh như chớp lao tới thi triển công thế điên cuồng tấn công đại thiên tà ma vào từ kim long mà lâm động biến thành cũng gầm lên từ kim quang như vầng mặt trời chói lòa khiến ma khí trong vòng nghìn trượng bốc hơi sạch long chảo sắc lạnh rạch xuyên hư không tấn công đại thiên tà ma đối mặt với công thế hung hãn như vậy của ba người đại thiên tà ma cùng gầm lên tiếng dã thú ma trưởng tung ra ma khí biến thành một cây cột với hoa văn bằng ma khí mặt đất phía dưới nứt toác ra vô số khe sâu hàng nghìn trượng bốn thân hình to lớn hung hăng lao vào nhau cự hổ cắn xé thiên yêu điều đập cánh trường thương màu tử hắc xuyên qua không gian lao tới như vũ bão cự long cũng vung long chảo đủ sức đánh tan núi non trước sự vây công của ba người đại thiên tà ma cũng không hề nhân nhượng cột ma khí trong tay mỗi lần vung lên lại khiến một người bị đánh lui nếu chỉ nói thực lực thì rõ ràng ba người bọn thiên nguyên tử mạnh hơn một bậc nhưng bọn lâm động cũng không phải cường giả tầm thường họ đều có khả năng đặc biệt riêng của mình hơn nữa khi đánh giết cũng có tư thái hung hăng như liều mạng trong trận hỗn chiến này tuy ba người lâm động trên người không ngừng xuất hiện thương thế nhưng đại thiên tà ma cũng dính đòn không ít nơi cuộc chiến đi qua đều khiến mặt đất sụt lở không gian biến dạng quả thực có cảm giác trời long đất lở địa vực này rõ ràng trở nên vô cùng hỗn loạn trời đất bị bao trùm bởi ma khí tiếng chém giết làm dung chuyển không gian vô số cường giả trong liên minh liều mình lao vào giết ma thi trên bầu trời thỉnh thoảng lại có người rơi xuống có dị ma cũng có không ít cường giả liên minh hai cái mày nghiền sắc đáng sợ đó mỗi khắc lại nghiền nát vô số thân ảnh ứng hoan hoan ở cách đó không xa vung tay bắn ra mấy trăm mảnh băng xuyên qua đám ma thi hàn khí lan tỏa vô số ma thi bị đóng băng rơi xuống vỡ tan tành nhưng lượng ma thi ở đây thực sự quá nhiều hơn nữa nếu không phải ứng hoan hoan khiến ma thi vỡ tan thì thường chúng lại bỏ dậy lại được vì thế khi ứng hoan hoan vừa giải quyết được một số ma thi thì lại một lượng nhiều hơn vây lại xoẹt xoẹt kiếm khí mạnh mẽ đột nhiên ập tới như vũ bão kiếm khi lướt qua đâu là đám ma thi đang xông tới ứng hoan hoan bị chém tan tành đến đấy ứng hoan hoan nghiêng đầu nhìn nữ tử mặc bạch y đứng phía sau đôi mắt thành lạnh của nữ tử ấy cũng nhìn sang rồi cả hai không hẹn mà cùng ngoảnh đi ma thi ở xung quanh tiếp tục trào lên tuy phần lớn chúng không thể tổn thương gì đến hai người nhưng để giảm nhẹ gánh nặng cho những người khác họ đành phải cố gắng nhiều hơn vì thế hai người cùng dần tiến lại gần nhau hàn khí bao quanh người ứng hoan hoan lại mấy trăm ma thi nữa biến thành vụn băng rồi nàng không kìm được nhìn về phía xa ở đó là cuộc chiến đang tỏa ra thứ năng lượng cùng bạo nhất ở đây ứng hoan hoa nhìn nơi đó lông mày nhíu lại ba người lâm động liên thủ dường như đang liều mạng với bọn thiên nguyên tử máu tươi bắn tứ tung vô cùng thảm liệt ta đi giúp huynh ấy ứng hoan hoan thấy tử kim long mà lâm động biến thành bị cột ma khí của đại thiên tà ma đánh bay hàng quang lóe lên định bay tới trợ giúp thì một cánh tay lành lạnh ngăn lại ngươi làm gì vậy ứng hoan hoan bực mình cuộc chiến đó ngươi đừng tham gia vào đó là chuyện cả ba huynh đệ bọn họ ngươi tới họ sẽ không vui lang thanh trúc thả tay ứng hoan hoan ra khẽ nói ứng hoan hoan nghe vậy cũng khựng lại định lên tiếng phản bác nhưng sau khi nhớ lại tính cách của lâm động thì thôi nàng biết bình thường lâm động ôn hòa nhưng ngạo khí thực ra cao hơn bất cứ ai ba năm trước hắn bị nguyên môn ép rời khỏi đông huyền vực đó chắc chắn là nỗi sỉ nhục của hắn nay quay lại hắn chắc chắn phải đích thân rửa nhục cũng vì thế ngoài hai huynh đệ của hắn ra thì đến khôi lỗi hắn cũng không dùng tới đúng như lăng thanh trúc nói trận chiến này lâm động sẽ không thích nếu nàng đến giúp đúng là đến chết còn muốn sĩ diện ứng hoan hoan nghiến răng không kìm được chửi một câu rồi hàn khí quay người lại bùng phát trực tiếp xông vào đại quân ma thi đi đến đâu ma thi vỡ tan đến ấy. mức độ hung hăng hiển nhiên hơn hẳn trước đó rõ ràng là nàng đang phát tiết nộ khí lên đám ma thi đáng thương kia binh cột ma khí đánh mạnh lên cơ thể hắc ám thánh hổ một tiếng gầm đau đớn vang lên nhưng trong mắt lại bùng phát hung quang hàm răng sắc bén cắm phập lên cánh tay đại thiên tà ma kéo ra thành một cái lỗ máu khổng lồ xoẹt từ hắc quang ập tới như vũ bão một đạo thương ảnh nhìn trượng xuyên qua không gian lao tới cuối cùng nhanh như chớp cắm thẳng lên ngực đại thiên tà ma phập thương ảnh sắc lạnh đó có thể xuyên thủng cả cường giả luân hồi cảnh nhưng trên người đại thiên tà ma thì chỉ cắm vào được nửa trượng cào tiếng long ngâm vang lên từ kim long chảo biến thành quyền đánh mạnh lên chui thương một làn sóng năng lượng có thể nhìn thấy bằng mắt thường khuếch tán ra xung quanh chịu công kích mạnh mẽ mẽ đó thanh trường thương cuối cùng đâm xuyên qua ngực đại thiên tà ma và bay ra ngoài Gào, tiếng gầm thét đầy đau đớn của đại thiên tà ma vang lên ba tên khốn kiếp các ngươi dám tổn thương đến đại thiên tà ma các ngươi biết hồi phục cho nó phải trả giá như thế nào không từ bên trong cơ thể đại thiên tà ma vọng ra tiếng gào chói tai của bọn thiên nguyên tử chơi thế đủ rồi ba tên tạp chủng các ngươi đi chết đi cái mồm hung ác của đại thiên tà ma đột nhiên mở ra hình thành một cái xoáy lốc đáng sợ một cảm giác tử vong lan tỏa đại tà ma uyên ma khí phun trào từ cái mùng khổng lồ của đại thiên tà ma từ sâu bên trong đó tỏa ra thứ năng lượng tử vong khiến da đầu tê dại mặt đất dung chuyển dữ dội một luồng hấp lực cường đại phát ra từ mồm đại thiên tà ma dù ba người lâm động đã biến thành thể hình to lớn nhưng vẫn có dấu hiệu bị hút vào đột nhiên có một quầng sáng đen bắn ra từ trong mồm đại thiên tà ma ba phủ lấy hắc ám thánh hổ mà tiểu viêm biến thành vút quầng sáng bao trùm thứ hấp lực kia đột nhiên tăng mạnh thân thể to lớn của tiểu viêm bay thẳng vào cái mồm sâu hun hút của đại thiên tà ma gào tiểu viêm gầm lên dãy hắc bạch quang không ngừng bùng phát từ trong cơ thể để chống lại hấp lực nhưng không có tác dụng gì mà chỉ có thể dương mắt nhìn cái hố đen sâu hun hút đang ngày một gần hơn từ trong cái hố sâu ấy tỏa ra một cảm giác nguy hiểm khó nói nên lời tiểu điêu thấy tiểu viêm gặp nguy hiểm thì sắc mặt thay đổi vỗ cánh lao tới để cứu tiểu viêm nhưng khi vừa động thân thì cái cột ma khí trong tay đại thiên tà ma vung tới ma khí cuộn trào ép tiểu điêu phải thoái lui ha ha chưa có kẻ nào rơi vào đại tà ma uyên của ta lại sống sót được cả bọn thiên nguyên tử cười kỳ quái tiếng cười đầy sự tác ác tiểu viêm vùng vậy ác liệt nhưng đến khi hắn phát hiện không thể thoát được thì hung quang bỗng lóe lên trong mắt, máu tươi thấm qua người, một luồng năng lượng cuồng bảo lan tỏa, đó là dấu hiệu sắp tự bạo. Binh, thế nhưng khi Tiểu Viêm chuẩn bị liều mạng với Nguyên Môn thì Tử Kim Quang đột nhiên bao trùm, một cái đuôi rồng khổng lồ đánh lên người hắn, lực đạo mạnh mẽ đã đánh văng Tiểu Viêm ra ngoài. Tiểu Viêm sững người, khi nhìn lại thì chết điếng, chỉ thấy con Tử Kim Long mà Lâm Động biến thành đã thay thế vị trí của hắn và bị cái mồm đầy ma khí kia nuốt vào trong. Đại ca, mắt Tiểu Viêm đỏ quạch, hắn quay phát lại định xông thẳng vào mồm Đại Thiên Tà Ma nhưng lại bị Tiểu Điêu ngăn lại. Nhị ca, huynh làm gì vậy tiểu viêm giận dữ hoảng cái gì chứ ngươi nghĩ hắn là kẻ lỗ mãng sao muốn nuốt hắn không dễ đâu sắc mặt tiểu điêu tối lại quát lên nhưng mà tiểu viêm do dự rồi lấy lại bình tĩnh nhưng trong mắt hắn vẫn đỏ quạch vừa rồi hắn cảm nhận được rõ ràng thứ ma khí khủng khiếp trong cái mồm ấy nếu bị hút vào trong thì e là cường giả luân hồi cảnh cũng sẽ bị xâm thực ha ha hai ngươi vẫn còn hoang tưởng nữa sao rơi vào đại tà ma uyên dù là cường giả luân hồi cảnh cũng sẽ bị ma khí hóa thành cho bụi tên lâm động tự cao kia tưởng rằng sẽ tránh được kiếp nạn sao đúng là nực cười bọn thiên nguyên tử cười lớn đầy chế nhạo tiểu điêu không chút biểu cảm nhìn ba cái mặt đang cười chỉ nhìn tiểu viêm nói lát có cơ hội thì toàn lực ra tay tiểu viêm thấy tiểu điêu thật sự không có vẻ gì lo lắng mới yên tâm hơn một chút gật đầu thật mạnh bọn thiên nguyên tử giải quyết được lâm động là người khó đối phó nhất rõ ràng rất hưng phấn nhìn hai người bọn tiểu điêu với ánh mắt lạnh lẽo định ra tay ẩm nhưng đúng lúc ấy một tiếng nổ kỳ lạ đột nhiên vọng ra từ bên trong cơ thể đại thiên tà ma nghe thấy tiếng nổ đó ba người bọn thiên nguyên tử đều thất kinh ba lão cầu kia tiểu ra ta là miếng xương khó nhai nuốt vào chỉ sợ các ngươi không tiêu hóa được thôi sau đó là một tiếng cười khẩy vọng ra đúng là cục xương cứng nhưng bản tọa không tin ngươi đã rơi vào đại tà ma uyên mà không giải quyết được ngươi chỉ thấy màu sắc của đại thiên tà ma đột nhiên sẫm lại ma khí kinh người điên cuồng chảy vào trong cơ thể hắn định tiêu diệt lâm động ha ha ngươi có bao nhiêu ma khí hôm nay ta sẽ tịnh hóa bấy nhiêu lâm động lại cười vang thân thể đại thiên tà ma đột nhiên dung chuyển dữ dội có bạch quang dịu nhẹ bốc ra sắc mặt bọn thiên nguyên tử lập tức kịch biến kêu lên thảm thiết uỳnh uỳnh trong lúc đó lại có tiếng sấm trầm đục vang lên dường như có lôi đinh cùng bạo phát nổ bên trong thân thể đại thiên tà ma sức mạnh lôi đình cũng khiến ma khí tiêu tan hết tên khốn kiếp thiên nguyên tử ba người gầm lên hung quang lóe lên trong ắt chỉ thấy từ trong cơ thể đại thiên tà ma nổ ra tiếng sấm cái bụng không ngừng nhu động ma khí hung hăng xung kích về phía lâm động động thủ giữ chân hắn lại tiểu điêu thấy thế lập tức hô lên rồi xông lên trước một vầng trăng màu tử hắc hiện ra quanh người đem theo năng lượng luân hồi đánh tới đại thiên tà ma gào tiểu viêm cũng gầm lên hắn đã không nhẫn nhịn được từ lâu tốc độ còn nhanh hơn tiểu điêu hắc bạch quang lóe lên hồ trảo sắc lẹm xé tan không gian rạch lên người đại thiên tà ma những vết thương sâu hóm. đại thiên tà ma bạo nộ cây cột ma khí trong tay giáng mạnh xuống khiến thân thể tiểu viêm cũng tơi tả hắc bạch quang cùng bạo bùng phát rồi điên cuồng rơi xuống người đại thiên tà ma như muốn xé hắn tan tành trăm mảnh binh 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 vầng trăng tử hắc cũng hung hăng oanh kích lên người đại thiên tà ma tạo nên vô số vết thương sâu hoắm máu tươi màu đen chảy ra xối xả bị hai người tiểu Diêu quấy nhiễu bọn thiên nguyên tử không thể toàn lực đối phó với lâm động chỉ đành chuyển công thế sang bọn tiểu điêu hơn nữa tuy thiếu đi lâm động hai người tiểu điêu bị yếu thế nhưng hai người đã phát huy tính hung hãn đến mức cao nhất dù bị trọng thương nhưng cũng để lại một số vết thương trên người đại thiên tà ma bị hai người tiểu điêu xoay vần sức mạnh của đại thiên tà ma cũng dần giảm sút đó là vì ma khí trong cơ thể bị lâm động nhanh chóng tịnh hóa rõ ràng nuốt lâm động vào không phải quyết định sáng suốt của chúng trên dưới lâm động toàn những thứ thần vật chuyên dùng để đối phó dị ma khi thi triển ra thì dù ma khí có dồi dào thế nào cũng khó có hiệu quả đối với lâm động bình nhân lúc sức mạnh của đại thiên tà ma yếu đi hai người tiểu điêu tăng cường công thế trên ngực đại thiên tà ma bị đánh toát một vết lớn gào đại thiên tà ma bị trúng trọng kích thân thể to lớn bị đánh bay ra sau nhổ ra một đạo hát quang hát quang dần tan đi để lộ ra lâm động lão cẩu đã biết thiếu gia ta cứng thế nào chưa lâm động lúc này toàn thân cũng đầy vết thương khóe miệng có vết máu chảy tuy hắn khiến bụng đại thiên tà ma điên đảo nhưng cũng bị thương không nhẹ khốn kiếp bản tọa phải giết người bọn thiên nguyên tử gầm lên phẫn nộ chúng có thể nhận thấy thương thế bên trong đại thiên tà ma còn nặng nề hơn những công kích mà ba người lâm động trước đó đã tạo ra hơn nữa quan trọng là ma khí trong đại thiên tà ma đã bị lâm động làm rối loạn khiến sức mạnh của chúng giảm đi nếu biết sớm thì chúng chắc chắn sẽ không nuốt cái họa đó vào bụng lâm động quệt máu trên miệng đi rồi khoanh chân ngồi trên không trung tiểu điêu tiểu viêm bảo vệ ta dứt lời lâm động dần nhắm mắt lại nguyên lực toàn thân thu về dường như vô cùng bình tĩnh ba người bọn thiên nguyên tử thấy thế thì khựng người cảm giác bất an trào lên giờ chúng không còn dám coi thường người thanh niên ba năm trước bị chúng ép rời khỏi đông huyền vực nữa rồi đại thiên tà ma gầm lên cột ma khí trong tay hắn biến thành đạo hắc quang xuyên thủng hư không lao thẳng về phía lâm động vút nhưng khi đến phạm vi trăm trượng quanh lâm động thì tử hắc quang lóe lên đôi cánh khổng lồ của tiểu điêu chắn ở phía trước trận cột ma khí lại sóng năng lượng kinh người khuếch tán ra xung quanh tiểu điêu phụt máu nhưng hắn vẫn giữ cơ thể đứng vững cũng đã chặn đứng được công kích của đại thiên tà ma gào tiểu viêm gầm lên điên cuồng hắc bạch quang trào dâng cơ thể hắn bỗng biến to lên gấp đôi Hồ chảo sắc lạnh xé tan không gian điên cuồng tấn công đại thiên tà ma binh binh đối mặt với công thế điên cuồng của tiểu viêm đại thiên tà ma cũng gầm một tiếng ma quyền vung lên mỗi quyền đánh xuống người tiểu viêm là phát ra những tiếng trầm đục dung chuyển đất trời thân thể tiểu viêm cũng dần bị nhuộm đỏ tươi mắt tiểu điêu cũng đỏ quạch tay cầm hai vầng trăng khổng lồ hai cánh đập mạnh bay lượn quanh người đại thiên tà ma một cách quỷ dị vầng trăng vẽ nên một đường cong kinh người chém xuống đại thiên tà ma binh binh ba bên hỗn chiến tuy tiểu điêu và tiểu viêm không ngừng bị đánh bay đi nhưng trước mắt đã lại xông tới khiến đại thiên tà ma không thể cự quậy gì được cút ra cho bản tọa đại thiên tà ma gầm lên chỉ thấy cánh tay hắn xuyên qua không gian tóm lấy cánh của tiểu điêu tay kia thì tóm đầu tiểu viêm rồi đập cả hai vào nhau máu tươi bắn tung tóe cả hai bay ra ngược ra tạo ra trên mặt đất một đường nứt vạn trượng hôm nay bản tọa phải giết chết các ngươi bọn thiên nguyên tử nhìn đại thiên tà ma bị thương thế khắp người cũng bạo nộ sát ý dâng tràn định truy sát thì sắc mặt bỗng biến đổi ngẩng lên thì thấy lâm động đã mở mắt giữa trán là một đường hắc quang mở ra một con mắt thần bí như ánh lôi đình lấp lánh trong đêm tối hiện ra khi con mắt thần bí ấy xuất hiện ba người bọn thiên nguyên tử lập tức trào dâng sợ hãi một cảm giác nguy hiểm không tả thành lời chạy khắp toàn thân lâm động ngồi trên không trung giữa trán là một con mắt đen sâu thẳm tựa hắc động trong con mắt thần bí đó dường như hắc động đang lưu chuyển ánh lôi đình bao hàm trong đó huyền ảo vô cùng hắc động sâu thẳm lôi đình cuồng bạo hai luồng năng lượng cổ xưa mà hùng hồn tràn ngập trong con mắt thần bí đó là tổ phù nhãn được hình thành từ sức mạnh của hai đạo tổ phù lâm động tuy hiện giờ ngươi đã điều khiển được hai tổ phù nhưng uy lực của tổ phù nhãn quá lớn rất khó khống chế giờ ngươi thi triển e là vẫn còn miễn cưỡng nham vội nói thường thì chỉ khi khống chế được tổ phù tới mức cao thâm thì mới ngưng tụ được tổ phù nhãn thôn phệ nhãn mà thôn phệ chủ đã thi triển trước đó suýt chút nữa đã giết được cả thập phương điện thực lực khủng bố đó đương nhiên lâm động biết hắn thi triển tổ phù nhãn sẽ không thể có uy lực bằng thôn phệ chủ nhưng hắn có một ưu thế mà thôn phệ chủ không có đó là hắn còn có lôi đình tổ phù thôn phệ nhãn của thôn phệ chủ chỉ có thôn phệ lực thuần túy đến cực điểm còn tổ phù nhãn của lâm động lại dung hợp sức mạnh của hai loại tổ phù tuy như vậy sẽ khó khống chế nhưng uy lực thì vô cùng kinh người lâm động biết hết những điều đó nhưng tình hình lúc này không cho phép hắn nghĩ nhiều ba kẻ kia không phải nhân vật tầm thường giờ chúng lại dở thủ đoạn quỷ dị dung nhập vào đại thiên tà ma cường giả luân hồi cảnh bình thường cũng không phải đối thủ của chúng ba huynh đệ họ kiên trì được đến lúc này cũng là dựa vào rất nhiều thủ đoạn nhưng dù vậy tiểu điêu và tiểu viêm vẫn bị thương nghiêm trọng nếu không dùng đến sát chiêu cuối cùng thì e là trận chiến này sẽ vô cùng nguy hiểm cuộc chiến này cũng thảm liệt như ba năm trước chỉ có điều họ không thể tháo chạy nữa giờ họ có khả năng để xoay chuyển cục diện ủ lâm động phả ra một làn hơi trắng nhìn tiểu viêm và tiểu điêu người đầy vết thương cả hai đều có vẻ mệt mỏi rõ ràng họ đều đã dốc toàn lực chiến đấu rồi nhưng dù vậy họ vẫn không có dấu hiệu từ bỏ đúng là bọn thiên nguyên tử rất mạnh nhưng dù thế nào họ cũng tuyệt đối không thể để cảnh tượng ba năm trước tái diễn ta biết rồi nghe lời đáp bình tĩnh của lâm động nham cũng không nói thêm gì nữa hắn biết với tính cách của lâm động đã quyết định rồi thì không ai có thể khiến hắn đổi ý ba huynh đệ chúng ta ta là đại ca ba năm trước đã để họ phải chịu ấm ức lần này nếu không thể đánh bại chúng thật sự không còn mặt mũi nào làm đại ca nữa lâm động cười rồi chậm rãi nhìn về phía đại thiên tà ma với ánh mắt sắc lạnh ba gương mặt quỷ dị kia cũng đang nhìn hắn với chút biến sắc ba lão cẩu đã ba năm rồi cũng nên trả nợ đi lâm động nhìn chúng tổ phù nhãn trên trán càng thêm sâu thẳm nhưng sắc mặt lâm động lại nhanh chóng tái nhợt nằm mơ giữa ban ngày bọn thiên nguyên tử cười lớn nhưng vẻ mặt có phần ngương trọng chúng có thể cảm nhận được khí tức kinh người tỏa ra từ con mắt trên trán lâm động hơn nữa sau cuộc đại náo của lâm động trong cơ thể đại thiên tà ma cộng với những công kích của hai người tiểu viêm tiểu điêu chúng đã bị tiêu hao không ít không còn ở trạng thái tốt nhất nữa. Đương nhiên, dù không phải tốt nhất nhưng bọn thiên nguyên tử vẫn tin rằng với hình thái chiến đấu này không thể thua ba người Lâm Động được. Uỳnh, ừ. ma khí cuồn cuộn trào ra từ trong đại thiên tà ma, chỉ nghe thấy vô số tiếng gầm thét của dã thú vọng ra từ đại thiên tà ma, ma khí đặc quanh ngưng tụ trên bàn tay đại thiên tà ma. Chỉ thấy thân hình đại thiên tà ma đột nhiên thu nhỏ lại, nhưng theo đó là một thứ năng lượng khủng khiếp bắt đầu tỏa ra từ bàn tay hắn. Hai người tiểu điêu nhận ra điều đó, ánh mắt đều thay đổi, họ có thể cảm nhận được đó dường như là thủ đoạn cuối cùng của ba người bọn thiên nguyên tử. So với bên nguyên môn lâm động rõ ràng bình tĩnh đến cực điểm quanh người hắn thậm chí không có chút nguyên lực nào một bên cực động với một bên cực tĩnh khiến mọi người nhìn mà giật thon thót dường như động tĩnh ở đây quá lớn có không ít người ở phía xa cũng nhìn về phía này mọi người đều hiểu trong trận chiến này trận chiến quan trọng nhất là giữa ba huynh đệ lâm động và ba người bọn thiên nguyên tử dù là bên nào thất bại thì cũng là đà kích trí mạng ma khí kinh người thật trúc lê đại trưởng lão liễu thanh mấy người bọn họ ánh mắt ngưng động vẻ mặt nặng nề họ có thể cảm nhận được sự khủng bố của công thế từ đại thiên tà ma nếu là họ có lẽ căn bản không thể chống đỡ nổi, cũng không biết Lâm động có tiếp được chiêu không. Nhìn Lâm động ngồi yên tĩnh trước ma khí cuồng bạo, trong lòng họ đều lo lắng, uỳnh, khi đại thiên tà ma thu nhỏ lại còn trăm trượng thì dừng lại, lúc này trên ma trường, ma khí đặc quánh chảy giống như một dòng sông, không gian cũng dần vỡ ra theo dòng chảy ấy. Ha ha, bọn thiên nguyên tử cười lớn, rồi sắc khí ngưng tụ trong mắt, gầm lên một tiếng. Vạn ma minh hà, ma thực vạn vật, uỳnh uỳnh, dòng ma hà phát ra những tiếng nổ lớn, ma hà đen theo ma khí kinh người điên cuồng đổ về phía Lâm động. Những nơi Ma Hà đi qua không gian như bị rạch tan tành. Thanh thế đó khiến không chỉ hai người tiểu điêu mà ngay cả mấy người ứng hoan hoan ở phía xa cũng tái mặt. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về đây, hiển nhiên những chiến tuyến khác không còn quan trọng mấy nữa, nếu Lâm động bại trong tay Nguyên môn thì cục thế sẽ vô cùng bất lợi cho họ. Chỉ trong vài giây Ma Hà đã ập tới, Lâm động lúc này người hơi rung lên, gương mặt có phần tái trắng, thậm chí những đầu ngón tay cũng trắng bệch. Ngược lại, tổ phù nhãn trên trán hắn lại vô cùng sáng chói, thâm sâu. Tổ phù nhãn, tịnh ma quang giọng nói yếu ớt vọng ra từ miệng lâm động đôi mắt hắn nhắm lại con mắt tổ phù nhãn đột nhiên mở trừng trừng một chùm hắc quang bắn ra tia sáng đó so với dòng ma hà chỉ như đóm lửa nhỏ so với mặt trời nhưng lại không hề do dự lao tới xuyên thủng không gian xông thẳng vào ma hà uỳnh dòng ma hà sắp xung kích lên cơ thể lâm động bỗng nhiên đóng băng ma thủy chỉ cách mặt lâm động nửa thức nhưng không thể với tới ầm ầm mọi người bỗng cảm nhận được một luồng năng lượng đặc biệt phát ra từ trong ma hà nó đi đến đâu ma hà nhanh chóng tiêu tán đến đấy ma khí tà ác cũng nhanh chóng tiêu biến chỉ trong một vài giây dòng ma hà khiến cường giả từ huyền cảnh không thể chống đỡ đã biến mất sạch sẽ một cách quỷ dị như vậy sao có thể như vậy bọn thiên nguyên tử đều lộ vẻ không thể tin nổi vút khi chúng còn sững sờ thì trong ma hà một tia sáng bắn ra lao thẳng về phía đại thiên tà ma bọn thiên nguyên tử thấy thế lập tức kinh hãi hiển nhiên chúng không dám coi thường nó nữa vào đại thiên tà ma gầm lên cột ma khí trong tay nhằm thẳng đạo ánh sáng kia mà giáng xuống tia sáng bị chúng cột ma khí lập tức xuất hiện vô số khai dạn nhưng ngay sau đó cột ma khí cũng nổ tung còn tia sáng thì thế như trẻ tre bắn thẳng vào thân thể to lớn của đại thiên tà ma trước ánh mắt kinh hãi của bọn thiên nguyên tử lâm động chậm chậm mở mắt tổ phù nha nhanh chóng tiêu tán thấy ba kẻ đó sắc mặt đầy kinh hãi hắn nở nụ cười nhạt các ngươi thua rồi khi lâm động vừa dứt lời thì đại thiên tà ma đã xuất hiện vô số khe nứt rồi ánh sáng còn bắn ra từ trong những khe hở đó ba người bọn thiên nguyên tử thấy lâm động chậm chậm giơ tay lên rồi chĩa về phía chúng và nắm lại bùm ngay sau đó thân thể khổng lồ của đại thiên tà ma nổ tung tiếng kêu thảm thiết của bọn thiên nguyên tử cũng vang lên khắp thế giới đầy ma khí này ánh sáng chói lòa bùng phát từ nơi đại thiên tà ma phát nổ ma khí ở xung quanh gặp thứ ánh sáng đó giống như tuyết gặp lửa tan chảy một cách nhanh chóng sau hơn 10 phút ánh sáng đó mới dần tan đi ngay lập tức mọi ánh mắt đều căng thẳng nhìn về phía đó một nửa bên dưới của cái xác khổng lồ đại thiên tà ma nằm dưới đất ma huyết đen xì chảy lên lang tỏa ra mùi tanh nồng đại thiên tà ma vốn vô cùng cường hãn lúc này đã không chút sức sống nào nữa thắng rồi vô số cường giả của liên minh trung nguyên thấy thế ban đầu hơi giữ người rồi bùng phát tiếng hò reo ở gần đó hai người tiểu điêu vẻ mặt đầy kinh ngạc ánh sáng chấp chới rồi bắt đầu biến về hình thái bình thường chỉ có điều vẫn nhìn cái xác đại thiên tà ma đầy cảnh giác vụt lâm động trên bầu trời đột nhiên phun một ngụm máu sắc mặt thêm phần tái nhợt khí tức yếu ớt đến cực điểm đại ca hai người tiểu điêu vội vàng bay tới tiểu viêm đỡ lấy lâm động lo lắng gọi lâm động lắc lắc đầu nhìn cái xác không còn động tĩnh kia rồi hơi nhắm mắt lại hành động của hắn rất nhỏ thôi nhưng tiểu điêu vẫn nhận ra tiểu điêu rất hiểu lâm động đồng tử hắn co lại năng lượng lại tỏa ra bảo vệ lâm động phía sau nhị ca tiểu viêm ngạc nhiên ba lão cầu đó chưa chết hẳn lâm động lúc này vô cùng yếu ớt giọng nói cũng khản đi nhiều từ sau khi nhận được truyền thừa của thôn phệ chủ đây là lần đầu tiên hắn liều mạng thế này tiểu viêm nghe vậy sắc mặt biến đổi toàn thân căng cứng nhưng cũng không còn cách bước đó xa nữa rồi lâm động vỗ vỗ vai tiểu viêm nhìn thi thể đại thiên tà ma cười thế nào vừa rồi còn uy phong lắm mà giờ còn dở thủ đoạn này không sợ mất mặt ba cự đầu nguyên môn các ngươi sao hắn nói xong nhưng thi thể kia vẫn không chút phản ứng lâm động cười khẩy khẽ vung tay ầm tiểu điêu cũng cười lạnh hai tay chập lại tử hắc quang ngưng tụ thành một vầng trăng khổng lồ ở đằng trước cong tay búng một cái mặt trăng xuyên qua hư không lao thẳng về phía ma thi vút nhưng khi vầng trăng đó sắp oanh kích lên ma thi thì một tia hắc quang bắn ra chặn đứng vầng trăng hắc quang biến thành ba nhân ảnh chính là ba người bọn thiên nguyên tử có điều sắc mặt chúng lúc này còn tái hơn cả lâm động ánh mắt u ám khí tức cạn kiệt ba lão cầu đường đường là ba người đứng đầu nguyên môn mà cũng học kiểu giả chết sao tiểu điêu châm chọc cơ mặt bọn thiên nguyên tử co giật ánh mắt độc ác nhìn ba người lâm động chúng bỗng biến thành hắc quang định chui xuống đất tháo chạy muốn chạy sao tiểu điêu thấy thế chỉ cười khẩy dậm mạnh chân xuống chỉ thấy trên mặt đất bỗng có tử hắc quang cuộn trào đánh bay ba kẻ kia lên bọn chúng lúc này thực lực đã giảm sút không thể phản kháng lại tiểu điêu nữa uỳnh ừ, chúng bị đánh bật trở lại còn chưa kịp có hành động gì tiếp thì lâm động đã giơ tay lên một tấm thạch bi bay ra phình to thành vài nghìn trượng thạch bi lơ lửng trên không phát ra âm thanh trong trèo phía dưới có ánh sáng ngưng tụ dường như biến thành một đạo trận pháp cổ xưa đè xuống ba người bọn thiên nguyên tử à, dưới sự chiếu rọi của đại hoang vu bi bọn thiên nguyên tử giống như bị ngàn vạn cây kim châm vào người đau đơn khôn tả kêu gào thảm thiết đầy sợ hãi nhìn đại hoang vu bi chúng biết rằng nếu bị đại hoang vu bi chấn áp thì chắc chắn sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn lâm động ngươi tưởng ba người bản tọa không có thủ đoạn cuối cùng sao ngươi nhất định phải liều chết với ta sao thiên nguyên tử sắc mặt tím tái quát lên lâm động lạnh lùng không có hành động gì khác tốc độ của đại hoang vu bi tăng nhanh được tên khốn kiếp muốn diệt bọn ta vậy thì tất cả các ngươi phải bồi táng thấy lâm động không có ý nương tay bọn thiên nguyên tử ánh mắt thêm tàn độc nhìn nhau rồi cùng nghiến răng nếu đã vậy thì cùng chết tại đây đi ba người thiên nguyên tử đập bàn tay vào nhau nổ ra một ngụm máu tươi ánh mắt nhanh chóng tối lại thân thể phình to với tốc độ kinh người mau rút lui lâm động thấy thế lập tức hét lên khạc khạc muộn rồi đi chết hết đi ba người bọn thiên nguyên tử vẻ mặt hung hãn bề mặt cơ thể có dịch thể chảy ra rồi bù một tiếng nổ tung uỳnh ma khí trào dâng điên cuồng từ ba người bọn chúng khu vực trong phạm vi nghìn trượng quanh đó đã biến thành bình địa hai người tiểu điêu và tiểu viêm phụt máu thân hình bị đánh bật ra sau vào khoảnh khắc quan trọng lâm động vung tay huyền thiên điện hiện ra bao quanh người hắn nhưng ma khí quả thực xung kích quá mạnh huyền thiên điện vừa xuất hiện chưa kiên trì được bao lâu thì ánh sáng đã tối hẳn đi cuối cùng chui trở lại cơ thể lâm động khi huyền thiên điện biến mất thì lâm động bạo lộ trước ma khí với trạng thái hiện tại của hắn rõ ràng không thể chống cự được sự xung kích đó đành nghiến răng dùng nguyên lực trong cơ thể chống đỡ soạt nhưng đột nhiên hắn cảm thấy một luồng hàn khí bọc quanh mình một đôi tay lạnh ngắt khẽ ôm qua người hắn rồi nhanh chóng lùi về sau tiếng gió thổi qua bên tai lâm động mở mắt ra thì thấy mái tóc màu lam lướt qua trước mắt ứng hoan hoan một tay ôm hắn một tay nhanh chóng biến ấn pháp hàn khí kinh người bắn ra từ bàn tay biến thành những tấm lá chắn băng khổng lồ bùm bùm như lá chắn băng vừa hình thành thì đã bị ma khí xung kích vỡ tan tành có điều sau đó lại có nhiều tấm lá chắn khác hình thành như vậy cả không gian là tiếng nổ của những tảng băng còn ứng hoan hoan thì đưa lâm động nhanh chóng lùi về sau tránh những đòn xung kích của ma khí nhưng rõ ràng xung kích tự bạo của ba cường giả luân hồi cảnh vượt xa những gì lâm động dự liệu dù ứng hoan hoan đã ra tay nhưng ma khí vẫn đuổi kịp tránh ra ngay khi ma khí sắp oanh kích lên hai người thì một tiếng hét lạnh lùng vang lên từ phía sau ứng hoan hoan nghe thế hơi lưỡng lự một chút rồi giữ lâm động kéo sang một bên ngay khi đó một thân ảnh bạch y bay tới phía sau nàng là trúc lê đại trưởng lão liễu thanh và rất nhiều cường giả khác nguyên lực khủng bố bùng phát biến thành tấm màn nguyên lực nhìn trượng phía trước uỳnh ma khí tựa những đợt sóng thần đánh lên khiến tấm màn nguyên lực dung chuyển dữ dội sắc mặt những cường giả kia cũng tái đi rồi cùng hét lên nguyên lực bùng phát đến cực độ rầm 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 Ma khí không ngừng oanh kích lên tấm màn nguyên lực, tuy nó không ngừng dung chuyển nhưng vì có nhiều cường giả cùng ra tay nên vẫn chặn được xung kích. Xung kích của ma khí yếu dần, các cường giả mới thở phào, tấm màn nguyên lực tiêu biến. Huynh không sao chứ? Sau khi nguy cơ được giải trừ, Ứng Hoan Hoang cũng cuồng nhìn Lâm Động, gương mặt tái nhợt của hắn khiến nàng hốt hoảng. Lang Thanh Trúc và mọi người cũng vây lại, ánh mắt đầy sự lo lắng. Không sao, chỉ là tiêu hao quá nhiều thôi. Lâm Động lắc đầu cười, nhưng gương mặt trắng bệch và thân thể yếu ớt kia không có sức thuyết phục mấy, bình thường mọi người đều thấy hắn như tiểu cường đánh không chết được có lúc nào thấy hắn hư nhược thế này đâu ở phía xa hai người tiểu điêu toàn thân đầy máu bay lại thấy lâm động không sao họ mới thở phào tiểu viêm quệt vết máu trên mặt đi nhìn xung quanh lần này ba lão cầu đó chết hẳn rồi chứ lâm động cũng lau vết máu nơi khóe miệng hơi nhíu mày nhìn thế giới đầy ma khí định nói gì đó thì bỗng một tiếng cười lớn vang lên ha ha các ngươi đừng có vui mừng quá sớm ba bọn ta tuy đã tự bạo nhưng thế giới ma khí đã hình thành các ngươi đừng mơ ra khỏi đây ngoan ngoãn mà đợi ma khí xâm thực từng tên một đi tiếng cười đó dần tan đi theo đó khí tức của ba cự đầu nguyên môn cũng hoàn toàn biến mất mấy người lâm động nghe thế sắc mặt đều thay đổi vội quay lại thì thấy đám ma thi cũng bắt đầu rơi xuống vô số luồng ma khí nhanh chóng trào ra từ cơ thể chúng nhìn bên trên kia ứng hoan hoan nặng nề nói lâm động ngẩng lên thì thấy bầu trời bị một tầng ma khí dày đặc bao phủ trên đó còn thấy vô số đường ma văn quỷ dị đang nhu động nó cắt đứt mọi liên hệ của nơi đây với thế giới bên ngoài mọi người thấy vậy sắc mặt đều tái đi ma khí dày đặc bao phủ che lấp cả bầu trời rồi ở phía xa tít đổ xuống giống như cái bát ụp xuống chụp lên tất cả mọi người nhìn đám ma khí bên trong cuồng sáng sắc mặt tái đi họ có thể cảm nhận được thế giới này dường như vì sự tự bạo của bọn thiên nguyên tử cộng với vô số ma thi phân giải đã trở thành một tiểu thế giới ma khí thế giới này dường như không có một khe hở nào cuộc chiến vốn dĩ vô cùng ác liệt lúc này trở nên rất yên tĩnh đám ma thi đã tan biến hết những cường giả trong liên minh nhìn nhau rồi lo lắng nhìn lên bầu trời đầy ma khí một sự sao động bắt đầu lan rộng giờ phải làm sao ứng hoan hoan trao mày ma khí ở đây quá nặng với thực lực của chúng ta thì không sao nhưng cường giả bình thường nếu ở lại lâu e là sẽ bị ma khí xâm thực ứng huyền tử nói bọn thiên nguyên tử đúng là có thủ đoạn thiên yêu điêu tộc bọn ta trước đó đã từng giao thủ với chúng nhưng hồi đó nguyên môn muốn đấu với thiên yêu điêu tộc còn phải kéo theo không ít siêu cấp tông phái khác không ngờ giờ đã mạnh đến mức này trúc lê đại trưởng lão cũng cảm thán chúng dựa vào sức mạnh của dị ma mà nhưng cách này chỉ có thể hủy diệt bản thân mình mà thôi lâm động nói rồi nhìn lên đám ma khí phải nghĩ cách phá vỡ nói mới được để ta ta muốn thử xem cái thế giới ma khí chết tiệt này có thể lợi hại đến mức nào. Liễu Thanh nhếch mép, ánh mắt sắc lạnh, thanh quang bùng nổ, tiếng long ngầm vang lên, hàng nghìn con thanh long bay lượn. Hắn hét lên một tiếng, biến thành một con cự long lao tới đâm thẳng lên tầng ma khí, rầm, một cuồng thanh quang mở rộng, tấm màn ma khí nổi gợn sóng, rồi tan dần, công thế của Liễu Thanh không hề tạo hiệu quả gì. Mọi người thấy thế ánh mắt đều ngưng động, Liễu Thanh cũng lắc đầu. Đúng là rất lợi hại. Đến cuồng ngạo như hắn mà còn phải thừa nhận thế giới ma khí này lợi hại, có thể thấy cục diện lúc này khó nhằn đến mức nào lâm động trong mày giờ hắn đang vô cùng hư nhược hiển nhiên không thể ra tay được hơn nữa dù có thôn phệ tổ phù nhưng hắn không thể thôn phệ đám ma khí xung quanh được như vậy tốc độ hồi phục sẽ giảm mạnh ứng trưởng giáo lâm động tiểu ca giờ chúng ta nên làm gì tông chủ kiếm tông mặc giám và những cường giả khác cũng tiến lại ôm quyền với lâm động sau khi chứng kiến thực lực của lâm động rõ ràng họ không dám có chút bất kính với hắn hay là chúng ta tập hợp tất cả mọi người lại cùng ra tay công phá ứng tiêu tiếu đề nghị không được khu vực này e là đã bị nguyên môn bố trí rồi cộng với ma khí đã tuần hoàn chúng ta đông như vậy rất hỗn loạn nếu miễn cưỡng nguyên lực có khi bị ma khí đồng hóa khiến ma khí càng thêm đậm đặc ứng hoan hoan lắc đầu muốn phá vỡ thế giới này càng ít người càng tốt nhưng nếu ít người thì sao phá vỡ được hơn nữa lâm động lại không thể động thủ ứng huyền tử thở dài mọi người trầm mặc ngay thực lực như liễu thanh công kích cũng chẳng có tác dụng ở đây ngoài lâm động ra còn ai hơn được liễu thanh để ta đột nhiên có hai nữ tử cùng vang lên mọi người nhìn thì thấy là lăng thanh trúc và ứng hoan hoan ứng hoan hoan thấy lăng thanh trúc lên tiếng thì hơi khựng lại rồi lạnh nhạt nói tuy bây giờ ngươi đã là chuyển luân cảnh nhưng thực lực như vậy không có tác dụng gì với thế giới ma khí này đâu bất cứ thứ gì cũng không thể chỉ nhìn bên ngoài ngươi nói có phải không lang thanh trúc nhìn gương mặt cũng lạnh lùng như vậy của ứng hoan hoan ứng hoan hoan hơi nhớn mày nhìn lang thanh trúc hiển nhiên nàng không tin tưởng lang thanh trúc mọi người thấy hai người đó như vậy đều ngạc nhiên rồi nhìn lâm động một cách cổ quái cụ bị mọi người nhìn như vậy lâm động đành háng giọng hai người cùng ra tay đi có lẽ liên thủ sẽ có cơ hội nhiều hơn thấy lâm động lên tiếng ứng hoan hoan mới chuyển ánh mắt đi rồi nói để ta ra tay trước Ngươi xem tình hình rồi ra tay. Lăng Thanh Trúc trước nay không thích tranh giành với kẻ khác, nếu không phải sự việc quan trọng thì nàng sẽ không ra mặt. Vì thế khi thấy ứng Hoan Hoa nhượng bộ nàng cũng không nói nhiều, chỉ khẽ gật đầu. Ứng Hoan Hoan tiến về phía trước, hàn khí kinh người tỏa ra từ trong cơ thể, không khí chạm phải đều đóng băng, loảng xoảng rơi xuống. Hàn khí ngưng tụ quanh người, Ứng Hoan Hoan chậm chậm nhắm mắt lại. Khi ấy mọi người có thể thấy mái tóc màu lam lạnh của nàng nhanh chóng mọc dài ra, mái tóc lam bay phấp phới sau lưng nàng, nhìn từ xa giống như một ngọn thác, trong vẻ đẹp mỹ lệ là một sự lạnh buốt thấu xương. Lâm động ở phía sau thấy mái tóc lam của Ứng Hoan Hoan, tay không kìm được siết chặt. Vĩnh Hằng Băng phong kích, tiếng hô trong trẻo mang đầy hàn khí vang lên, Ứng Hoan Hoan mở mắt, ngón tay mảnh mai vẽ ra trước mặt một đạo phù văn huyền ảo, ánh sáng màu lam bùng phát, một cây băng kích hoa lệ mà băng hàn nhanh chóng hình thành, trên băng kích phủ đầy phù văn, vút, băng kích vừa xuất hiện, nhiệt độ trời đất tụt mạnh, Ứng Hoan Hoan khẽ cắn đầu lưỡi, phun một đạo tinh huyết lên băng kích, băng kích từ màu lam nhanh chóng chuyển thành đỏ, đi, Ứng Hoan Hoan hô một tiếng, cây băng kích lao vút đi kình phong cùng bão khuếch tán khiến mái tóc lam dài tung bay đầy hoa lệ xoẹt băng kích thế như chảy che xuyên qua trùng trùng ma khí cuối cùng bắn thẳng lên tấm màn ma khí kia hàn khí lập tức lan tỏa đóng băng ma khí lại rắc rắc trên tấm màn ma khí đột nhiên xuất hiện vết dạn nhưng khi ấy trên băng kích cũng có đầy vết nứt lan tỏa chỉ trong mấy giây vết dạn trên tấm màn ma khí đã đạt đến hơn chục trượng nhưng khi sắp bị xuyên qua thì cây băng kích bùng một tiếng nổ tung ứng hoan hoan hự một tiếng khóe miệng có máu chảy ra thân thể bay ngược về sau lâm động thấy thế vội vàng bay lại đón lấy nàng xoẹt cùng lúc đó Lăng Thanh Trúc lập tức bay tới, bàn tay nắm lại, thanh trường kiếm hiện ra trong tay. Nàng siết chặt trường kiếm, năng lượng quanh người thu về, trên đỉnh đầu đột nhiên có một chùm sang mông lung dần xuất hiện, đây là. Lâm Động rõ ràng đã cảm nhận được tiếng hô chấn kinh của Nham, cái gì? Lâm Động vội hỏi lại, nhưng Nham lại trầm mặc, chỉ phù thạch vẫn còn chấn động là cho thấy sự dao động trong lòng hắn. Tuy nghi hoặc nhưng Lâm Động cũng biết giờ không phải lúc để hỏi nhiều, vội nhìn về phía Lăng Thanh Trúc, chỉ thấy nàng cầm trường kiếm đột nhiên đâm ra. Trên thân kiếm không có nguyên lực hùng hồn nhưng lại có một đạo ánh sáng kỳ lạ bao phủ, nó khiến lâm động cũng cảm thấy lạnh người một kiếm đâm ra một đường kiếm quang không có gì nổi bật xuyên qua hư không rồi khẽ đâm lên vết nứt ứng hoan hoan đã tạo ra trước đó kiếm quang và ma khí rằng co rồi ánh sáng lóe lên chỉ nghe thấy phập một tiếng kiếm quang xuyên qua ma khí một tia nắng chiếu qua khe nứt nguyên lực trời đất từ bên ngoài chảy vào lập tức phá vỡ sự tuần hoàn trong thế giới ma khí những vết dạn lan rộng nhanh chóng cuối cùng bùng một tiếng nổ tung ánh nắng chăn hòa lại chiếu rọi mọi người nhìn thấy ánh sáng và cảnh tượng xanh tươi lập tức có cảm giác sống sót sau kiếp nạn tất cả đều không kìm được mà hò reo cuối cùng họ cũng chiến thắng. Lâm Động hít sâu một hơi, thôn phệ lực trong cơ thể vận chuyển, nguyên lực trời đất cuồn cuộn chảy vào cơ thể, cảm nhận sự sảng khoái ấy, hắn nở nụ cười nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng giải quyết được rồi. Ứng Huyền từ cười, nguyên môn đã bị tiêu diệt, cuộc chiến ở Đông Huyền vực cuối cùng cũng chấm dứt. Những cường giả khác vẻ mặt đầy kích động, nguyên môn đã bị tiêu diệt, đại thù đã được báo, cuối cùng họ cũng tiếp tục ở lại đây được rồi. Gương mặt Lăng Thanh Trúc có phần tái nhợt, nàng nhìn Ứng Hoan Hoan đang được Lâm Động ôm trong lòng, cúi đầu cất kiếm vào bao. Hai nàng không sao chứ? Lâm Động lo lắng hỏi. Lăng Thanh Trúc và Ứng Hoan Hoan đều lắc đầu, định nói gì thì bỗng giật mình, sắc mặt Lâm Động cũng thay đổi, quay lại nhìn một ngọn núi phía xa, ở đó là một đạo hắc ảnh đang đứng chắp tay sau lưng, giống như bức tượng, không có bất cứ khí tức nào, căn bản không thể cảm ứng, nhưng bản thân hắn lại như chân thực, cái cảm giác quỷ dị đó khiến bọn Lâm Động đều cảm thấy nặng nề. Ha ha, quân cờ xếp đặt bao nhiêu năm như vậy lại bị hủy rồi, đúng là hơi đáng tiếc. Hắc ảnh đó cười nhìn bọn Lâm Động, rồi hắn như nhìn Ứng Hoan Hoan, mỉm cười. Băng chủ, lâu rồi không gặp, vẫn khỏe chứ? tiếng cười nhạt của hắc ảnh vang lên trong không trung âm thanh dường như rất nhẹ nhưng đã phủ khỏa lấp hết tiếng gieo hò của vô số cường giả mọi ánh mắt kinh ngạc chuyển về phía hắc ảnh trên đỉnh núi không ít cường giả đã vận chuyển nguyên lực ánh mắt đầy cảnh giác các hạ là ai ứng hoan hoan nhìn chăm chăm lên đỉnh núi trầm giọng nói lâm động nhìn hắc ảnh đó tay không kìm được siết chặt nghe ý tứ của câu nói vừa rồi của hắn rõ ràng hắn cũng là dị ma hơn nữa thân phận có lẽ không hề thấp ứng hoan hoan ánh mắt lạnh băng nói dấu đầu hở đuôi hẳn cũng không phải loại gì tốt đẹp Chúc Lê đại trưởng lão mấy người cũng tiến lại, cảnh giác nhìn Hắc Ảnh thần bí kia, ha ha, Hắc Ảnh kia cười rồi ngừng lên, dưới ánh nắng, gương mặt trẻ tuổi trắng bệch kia trở nên vô cùng âm nhu, trong đôi mắt dài hẹp là một vùng tối sâu thẳm tựa hố sâu không đáy. Trên trán hắn là một đạo ma văn màu nâu kéo dài đến khóe mắt, nhìn vô cùng quỷ mị. "Quên mất, ngươi bây giờ hình như không biết ta." Ha ha, "Vậy thì giới thiệu một chút, Ma Ngục Tứ Vương Điện." Kẻ đó mỉm cười. "Tứ Vương Điện?" Đồng tử Lâm Động coi lại, sắc mặt trở nên ngương trọng, hắn kéo ứng Hoan Hoan ra phía sau mình mắt chừng chừng nhìn hắc ảnh kia hắn đã gặp thập phương điện thực lực khủng bố của thập phương điện đã để lại ấn tượng sâu sắc trong hắn kẻ trước mặt đây còn xếp trên cả thập phương điện hẳn là thực lực vô cùng khủng khiếp ha ha vốn tưởng thiên nguyên tử bọn chúng có thể giải quyết được các ngươi nhưng không ngờ ai phế vật thì vẫn là phế vật thật ủng công mang ngục ta phí tâm huyết cho chúng tứ vương điện cười sắc mặt lâm động không chút biểu cảm thôn phệ lực nhanh chóng vận chuyển rồi luyện hóa lượng nguyên lực trong trời đất hút vào cơ thể ngươi chính là lâm động nghe nói ngươi có được truyền thừa của thôn phệ chủ nếu thế thì bọn thiên nguyên tử có bại cũng không oan thôn phệ chủ ấy mà dù là ta vào lúc đỉnh cao cũng không thắng nổi truyền thừa của hắn có lẽ cũng không đơn giản ánh mắt tứ vương điện lại nhìn về lâm động rồi khẽ cười ngươi muốn nhanh hồi phục thực lực để động thủ với ta sao lâm động cười nhạt các hạ đến đây để nói toàn lời vô nghĩa vậy à ha ha đúng là muốn giải quyết một vài rắc rối đặc biệt là ở đây còn gặp băng chủ luân hồi chuyển thế may mắn thật nếu giết ngươi ở đây hẳn là trận đại chiến lần thứ hai cũng không cần thiết phải nổ ra nhỉ tứ vương điện nhìn ứng hoan hoan cười ngươi cứ thử xem sắc mặt ứng hoan hoan lạnh như băng sát ý trào dâng trong mắt. Nếu ngươi thật sự là băng chủ thì có lẽ ta phải chạy thật, nhưng đáng tiếc, Tứ Vương Điện lắc đầu, nói với vẻ tiếc nuối. Lâm Động nhìn Tứ Vương Điện, mắt bỗng có hắc quang dâng lên, rồi thế giới trước mắt có phần thay đổi, thân thể Tứ Vương Điện dường như trở nên mơ hồ. Ủa, khi Lâm Động nhận ra tình hình đó thì ánh mắt Tứ Vương Điện thoáng chút kinh ngạc, hắn nhìn Lâm Động cười. Bị phát hiện rồi sao, chẳng trách mà Thiên Nguyên Tử bọn chúng thua trong tay ngươi. Thì ra không phải bản thể. Lâm Động nhìn Tứ Vương Điện, thở phào một cái. Tứ Vương Điện hiện tại không phải chân thân nhưng hắn có thể từ một nơi xa ngưng tụ ra phân thân cường đại thế này thực lực đúng là rất khủng khiếp tuy chỉ là phân thân ma thể nhưng cũng đủ đối phó với các ngươi rồi tứ vương điện dường như biết suy nghĩ của lâm động lắc đầu nói lâm động cười khẩy nhìn tứ vương điện ngươi cũng không cần phải hư trương thanh thế dị ma các ngươi trốn trốn nấp nấp trong thế giới này rõ ràng cũng có điều phải dài chừng nếu không với tính cách của ngươi thì sớm đã chiếm lĩnh vùng đất này rồi giờ ngươi không dám hiện chân thân hẳn là sợ điều gì đó đúng không ta đoán ngươi sợ mấy vị bắt chủ viễn cổ đúng không nụ cười trên mặt tứ vương điện ngưng động hắn nhìn lâm động khẽ nói đúng là người thông minh có điều dù ngươi có biết điều đó thì sao giờ ta muốn giết các ngươi cũng không khó mấy kẻ kia đang chìm sâu trong giấc ngủ thì biết được gì chuyện ở đây tứ vương điện thích thú nhìn lâm động ánh mắt trào dâng sát ý lạnh lẽo thứ ma khí của các ngươi quá dễ cảm ứng nếu các ngươi dám khu trên gõ chống hành động thì việc gì phải tốn tâm tư nuôi dưỡng nguyên môn như vậy lâm động cười nhạt chẳng qua là muốn chúng quân giết quân mình còn các ngươi ngồi xem trò vui tứ vương điện buông tay xuống lạnh lùng nhìn lâm động được rồi nói những lời vô nghĩa đến đây thôi nếu các ngươi đã tin vào khả năng tự bảo vệ của mình như thế thì cho các ngươi thử đại hoang vu kinh hắn vừa dứt lời thì lâm động dậm mạnh chân xuống đất một đường sóng năng lượng huyền ảo lan tỏa cả mặt đất rung chuyển năng lượng hùng hồn trào dâng không ngừng chảy vào cơ thể lâm động đúng là một tên tiểu tử giả hoạt tứ vương điện thấy lâm động hành động quả đoán như vậy không kìm được cười chỉ là trong nụ cười ấy mang đầy sắc khí thì ra vừa rồi lâm động nói là để thầm hồi phục thực lực để thi triển thủ đoạn nhưng nếu thế thì ta càng muốn giết ngươi hơn Tứ Vương Điện rứt lời thì thân ảnh của hắn đã xuất hiện ở chỗ không xa phía trước, thân hình hắn phiêu hốt như một luồng khói đen. Giết hắn đi. Hắn vừa tới gần thì vô số cường giả trong liên minh cũng gầm lên giận dữ, công thế nguyên lực tấn công tới tấp như vũ bão về phía Tứ Vương Điện. Vút, nhưng thân hình Tứ Vương Điện như quỷ mỹ lướt qua hết những đoàn công kích đó. Khi ấy, lại có một luồng hàn khí ngập trời ập tới, hai tay ứng hoan hoan kết ấn, chỉ thấy hàn khí chớp mắt ngưng tụ thành băng tuyết, nhanh chóng hội tụ về phía thân ảnh kia. Chỉ trong mấy giây đã khiến hắn biến thành một bức tượng băng, cẩn thận, ngay lúc ấy một tiếng hô lớn vang lên từ phía sau ứng hoan hoan rồi một đạo kiếm quang đâm thẳng vào vùng hư vô phía trước keng nơi kiếm quang đâm tới phát ra âm thanh kim loại va chạm tia lửa bắn tứ tung một thân ảnh ủy mị hiện ra chính là tứ vương điện hắn lúc này hai ngón tay kẹp mũi kiếm cười nhạt với ứng hoan hoan và lang thanh trúc ầm ầm ánh sáng từ trên bầu trời ập xuống tứ vương điện trao mày ngẩng lên thì thấy một đạo trận pháp phức tạp khổng lồ hiện ra đây là càn khôn cổ trận tứ vương điện thấy trận pháp quen thuộc ánh mắt ngưng động nguyên lực hùng hồn cùng tinh thần lực bùng nổ từ cơ thể lâm động cuối cùng chảy hết vào càn khôn cổ trận trận pháp xoay chuyển một cuộc quang trụ bắn thẳng xuống tứ vương điện tứ vương điện thấy công kích đó hơi lưỡng lự một chút rồi né tránh vút quang trụ bắn xuống trượt mục tiêu nhưng không mất đi mà đổi hướng truy kích tứ vương điện thấy công kích không buông tha tứ vương điện hừ lạnh hai tay hợp lại rồi tách ra tạo thành một tấm lá chắn ánh sáng màu đen khổng lồ quang trụ anh kích lên đó xung kích lực đáng sợ khiến mặt đất phía dưới sụp đổ thân hình tứ vương điện cũng vội lùi sau vài bước ánh mắt lạnh lùng nhìn lâm động cười nhạt trong bàn tay bắt đầu có ma khí đặc quanh nhu động sau khi trải qua trận thảm chiến mà vẫn còn ẩn tàng thủ đoạn ngươi đúng là không đơn giản có điều dù có thế thì cũng không thể thay đổi kết cục hôm nay đâu sau khi chữ cuối cùng được thốt ra tứ vương điện đã xông thẳng tới lâm động sát ý trong mắt khiến người ta lạnh xương sống lâm động vung tay một hắc ảnh lao ra trương đao chém xuống đao quang vô cùng lợi hại đến tứ vương điện cũng cảm nhận được điều đó nhưng kỳ lạ là hắn không hề tránh né mà mặc cho hắc đao chặt qua người hắn lâm động thấy thế đồng tử co lại vội hét lên hoan hoan cẩn thận hắn quay lại nhìn thấy tứ vương điện đã xuất hiện phía trước ứng hoan hoan ngay từ đầu mục tiêu của hắn đã là ứng hoan hoan ha ha rõ ràng giải quyết ngươi không quan trọng bằng giải quyết băng chủ tứ vương điện nhìn lâm động cười chế giễu rồi hắn vung chảo tấn công ứng hoan hoan sắc mặt lâm động tối lại tâm thần khẽ động trên càng khuôn cổ trận bắn xuống một cột quang trụ uỳnh nhưng đúng lúc ấy mặt đất phía dưới đột nhiên vỡ vụn một cột dung nham phun trào chặn trước mặt ứng hoan hoan trưởng phong của tứ vương điện chạm vào cột dung nham bàn tay đỏ ửng lên sắc mặt hắn kịch biến định lùi ra sau binh nhưng đúng lúc đó một bàn tay đầy dung nham thò ra đánh mạnh lên ngược tứ vương điện tứ vương điện bay ngược ra sau bước chân loạn trọng rồi ổn định lại thân thể ánh mắt tối tăm nhìn của dung nham đây là cổ dung nham đột nhiên xuất hiện cũng khiến mấy người lâm động kinh ngạc cổ dung nham dần tắt một thân ảnh cao giáo mảnh mai xuất hiện trước mặt mọi người đó là một nam tử mặc kim bào mái tóc đỏ rực như dung nham chỉ đứng đó mà khiến nhiệt độ không gian như tăng lên lâm động nhìn thân ảnh đó ánh mắt ngưng động dường như có chút quen thuộc nam tử tóc đỏ chậm chậm quay đầu lại để lộ gương mặt trẻ tuổi mà uy nghiêm chỉ là ánh mắt hắn không nhìn về bất cứ ai khác ngoài ứng hoan hoan trong đôi mắt hiện vẻ dịu dàng hắn mỉm cười khẽ nói tiểu sư muội Cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ cho kênh Ngọc Hương Review Chuyện tranh thuyết minh của em nha. Và nếu các bạn thấy hay thì hãy like và để lại bình luận để em có thêm động lực ra nhanh tập tiếp theo nhé. Và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất được phát sóng trên kênh. Chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye!